Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang như lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng. Con nay quy y Đức Quang Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ đề tâm, sanh về cực lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Tịnh độ Đại Kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư Tịnh Không. Chuyển ngữ Liên Hải biên tập Bình Minh thời gian ngày 20 tháng 12 năm 2010 địa điểm Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Hồng Cương tập 227 chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kim giải trang hai trăm tám mươi trang hai trăm tám mươi hàng thứ ba từ dưới đếm lên chúng ta bắt đầu xem từ nguyên văn ngã tác phật thời quốc trung vô bất thiện danh câu này là nguyện thư hai mươi tám quốc vô bất thiện nhân sở hữu chúng sanh sanh ngã quốc giả giai đồng nhất tâm trú ư định tụ đây là nguyện thư hai mươi chín trú chánh định chúng nguyện vĩnh ly nhiệt não tâm đắc thanh lương sở thọ khoái lạc do như lậu tận tỳ khưu đây là nguyện thứ ba mươi Lạc như lậu tận nguyện Câu cuối cùng Như khởi tưởng niệm Tham kỷ thân giả Bất thụ tranh giác Đây là bất tham ký thân nguyện Trong chương này có bốn nguyện Tùng Hữu chương Phía bên phải chương này Nguyện thứ hai mươi tám đến nguyện thứ ba mươi tám Ứng niệm thọ cung Vị nhiếp bỉ độ chúng sanh nguyện đều là Phật A Di Đà. Nhíp thọ chúng sanh thị giới cực lạc. Trong mấy nguyện này chúng ta có thể nhìn thấy thị giới cực lạc. Tình hình sinh hoạt của cư dân nơi đó. Biểu thị thọ dụng công đức của chúng sanh trong thị giới cực lạc hữu chương chương trước tổng cộng đầy đủ bốn nguyện vừa rồi chúng ta đã đọc qua ở đây chúng ta lặp lại một lần nữa quốc trung vô bất thiện danh là nguyện thứ hai mươi tám nếu không có điều bất thiện Trú nơi các định trở lên Đây là nguyện thứ hai mươi chín Trú nơi các chánh định Cũng như lậu tận tỳ kheo trở lên Là nguyện thứ ba mươi lạc như lậu tận Cuối cùng nếu khởi tưởng niệm Người tham ký thân Thì tôi chưa thành chánh giác Đây là nguyện thứ ba mươi một Bất tham ký thân Bốn chữ bất thụ chánh giác là tổng kết của bốn nguyện. Bốn nguyện này nếu không thành tựu, Phật A Di Đà sẽ không thụ chánh giác. Chánh giác chính là chúng ta nói ngài chưa thành Phật. Hiện tại ngài ở thế giới Tây phương cực lạc. Thành Phật đã mười kiếp rồi. Nói cách khác, Bốn nguyện trên đây Ngài đều thực hiện được rồi Không có nguyện nào là nguyện suông Dưới đây Hoàng Niệm Lão giới thiệu cho chúng ta Mỗi một nguyện đều giới thiệu cho chúng ta Nguyện thứ 28 Quốc vô bất thiện trong nước cực lạc còn không có tên các việc bất thiện hà hưởng có sự thật bất thiện câu này là nói tóm lại ở thế giới cực lạc không nghe đến tên của bất thiện thí dụ thế gian của chúng ta đầy nói bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa đây đều là tên của việc bất thiện tham lam tật đố oán hận đây cũng là tên của bất thiện thế giới cực lạ ngay cả những danh ngôn này đều không nghe đến đương nhiên càng không có những sự việc bất thiện phát sanh. Hơn nữa ngài có thể duy trì đến 10 kiếp. Phật A Di Đà thành Phật đến nay đã 10 kiếp. về sao có bị biến chất hay không? Có thể bị giống như thế giới chúng ta chăng? ví dụ như trong lịch sử trung quốc nói là ba đời hạ thương chu những đế vương khai quốc này tốt biết bao cuộc sống nhân dân cũng rất tốt xã hội an định nhưng đến cuối đời sau khi cuối đời Do gì? Dạy học Bị sơ xuất Nhân dân tham lam hưởng thụ Dần dần phong khí liền trở nên xấu Cuối cùng đến mất nước Thương thang Sáu trăm năm thì mất nước nhà chu hơn 800 năm cùng mất nước thế giới cực lạc sẽ có ngày như vậy hay không phật ở trong kinh điển nói với chúng ta thế giới cực lạc vĩnh viễn không có ngày suy thoái nguyên nhân là gì chúng ta nghĩ thử xem sẽ có thể hiểu được có thể tiếp thu được đó là nơi chư phật như lai dạy học dạy học không có ngày nào gián đoạn nơi đó gọi là cực lạc lạc ở đâu Niềm vui đó là gì? Niềm vui của thế gian chúng ta là hưởng thụ ngũ dục lục trần Vừa đúng, thế giới đó ngũ dục lục trần hoàn toàn không có Chẳng những không có những sự việc này, danh sư ngũ dục lục trần cũng không có danh tự cũng không có đó đều là tên bất thiện từ đây chúng ta thể hội được niềm an vui ở nơi đó cũng giống như khổng lão phu tử trong luận ngữ đã nói học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ niềm vui ở đây là học là luyện tập trong Kinh Đại Thừa đã nói Pháp hỷ sung mãn Thường sanh tâm quan hỷ Đó là Không có khoảnh khắc nào xa rời Pháp Đây là Phật Pháp Không có khoảnh khắc nào xa rời Đạo Thế gian chúng ta tuy có Pháp, có Đạo Nhưng trong một ngày 24 tiếng đồng hồ Nó không thể liên tục, không gián đoạn Hướng là chúng sanh Trong cõi Pháp Tánh Cõi Pháp Tánh là cõi thật báo trang nghiêm Mỗi mỗi đều là người Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiên tánh Trong thế gian chúng ta nói Đều thành Phật rồi Làm gì có sai lầm Trong tứ thánh Pháp giới Đã không có ác niệm hà hướng cõi thật báo hướng là cõi đồng cư cõi phương tiện của thế giới cực lạc được oai thần của 48 nguyện của Phật A Di Đà gia trị mỗi mỗi đều là a duy diệt trí bồ tát tuy bản thân chưa chứng đắc nhưng phật lực giá trị trí tuệ thần thông đạo lực của a duy việt trí bồ tát người giảng sanh mỗi mỗi đều đầy đủ ngay cả cõi phàm thánh đồng cư hạ hạ phẩm giảng sanh cũng không ngoại lệ chúng ta hiểu rõ rồi chúng ta thể hội được rồi đây là tên phù hợp với thực tế thật sự gọi là thế giới cực lạc thế giới cực lạc này là pháp hỷ sung mạng hoàn toàn khác với thế giới chúng ta trong bốn nguyện này đầu tiên nói với chúng ta thế giới này không nghe thấy tên của việc bất thiện sau đó lại nói với chúng ta Người ở thế giới này đều là trú trong các chánh định Chánh định này Chính là Minh tâm kiến tánh Đại triệt đại ngộ lạc của họ là lạc như vô lậu lậu tận này không phải là a la hán a la hán là tiểu thừa lậu tận đại thừa a la hán là ai bồ tát pháp dân địa thập địa bồ tát là đại thừa a la hán Sự an vui đó Cũng giống như sự hưởng thụ của thập địa Bồ Tát Điều này chúng ta không thể nào lãnh hội được Cuối cùng là khích lệ chúng ta Nguyện bất tham ký thân Lục đạo phàm phu nơi chúng ta đi Khó nhất là phá được cái cửa này Đây tức là thần kiến khởi tâm động niệm đều là vì cái thân này mà lo nghĩ, đây gọi là tạo nghiệp. Người ở thế giới cực lạc quên thân này một cách triệt để. Điểm này chúng ta rất rõ ràng. Tại thế giới này của chúng ta, tiểu thừa thân kiến đã phá được rồi. Bắt đầu phá, tiểu thừa sơ quả. Phá rốt ráo thì sẽ không còn sanh những ý niệm này nữa. Không có ý niệm ngã này nữa là a la hán. Nếu như chúng ta dùng cảnh giới Kinh Kim Cang để nói, Nửa bộ trước của Kinh Kim Cang, Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng là mới phá. Cảnh giới của Tu Đa Quang. Nửa bộ sau của Kinh Kim Cang là phá tứ kiến. Vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến Là cảnh giới A-la-hán trở lên Đây cũng là nói với chúng ta Thật sự tu hành từ đâu mà tu Từ phá thân chiến Nguyện này là nhắc nhở chúng ta Thế giới cực lạ không thể có người có thân kiến Cho nên Nó diễn diễn không có tên bất thiện Đạo lý chính là đây chị Ở thế giới cực lạ tìm không ra một người tự tư tự lợi Không có hạng người này Tâm của họ và những điều nói trên đề cái này Đều là thanh tịnh bình đẳng giác Duyên mãn đầy đủ Cảnh giới của Pháp dân địa Chúng ta xem tiếp đoạn chú giải dưới đây Nguyện thứ hai mươi tám Chúng ta xem tiếp Long thọ đại sĩ viết Bỉ tôn Phật sát Bỉ tôn Phật sát chính là Thế giới cực lạc của Phật A-di-đà Vô ác danh Quý vị không nghe thấy tiếng ác Diệt vô nữ nhân Quý vị ở nơi đó nhìn thấy được Mỗi một người thân tướng hoàn hảo tương đồng với Phật Trong kinh nói Đều là 32 tướng tố 80 vẻ đẹp Tổ sư ở trong chú dạy nói với chúng ta Đây đều là Thế Tôn năm xưa tại thế Tại Ấn Độ tùy thuận thế đế mà nói Lời này nói rất quá lý Vì sao vậy? Nếu như là cảnh giới của thập địa Bồ Tát Thì đương nhiên là thân có vô lượng tướng Tướng có vô lượng vẻ đẹp Báo thân như lai thông thường trong kinh đại thừa nói rất nhiều Không có ác đạo Ác đạo không nghe nói đến Giống như quả xuất sanh tu la la sát Những danh từ này ở nơi đó không nghe nói đến Không nghe thấy Ngã quỷ địa ngục càng không nghe nói đến Nại chí vô hữu chư thú ác trì thực. Ác tri thức là người bất thiện Trong lục đạo mỗi mỗi cõi đều có người bất thiện Ở thế giới Tây Phương cực lạc chưa từng nghe nói đến Biểu thị cho thế giới cực lạc không có người bất thiện vậy Tên còn chưa có đương nhiên không có sự thật đây là một thế giới thuân thiện thuân tịnh. Thuân tịnh thuân thiện, chứ gì nghĩ thử xem. Đây là phước báo lớn biết bao. Có người không những không có đau bệnh, Tiền náo nhẹ cũng không có nữa có người lìa được khổ rồi quốc đồ núi sông đất đai thế gian chúng ta thường nghe nói đến tai nạn hạn hán gió bão động đất sóng thần thế giới cực lạc không có những danh từ này quý vị vĩnh viễn không nghe đến chúng ta nên biết chúng ta nếu không tu phước làm sao có thể đến được nơi phúc địa lớn như vậy đây là người đại phước báo mới có thể sanh đến một nơi như vậy ngạn ngữ cổ nói với chúng ta người phước ở đất phước đất phước người phước ở đây là phước báo số một trong thế gian và xuất thế gian phước báo số một là người nào đối với phật a di đà đối với thế giới cực lạ thật tin thật nguyện thật niệm phật hai người này chính là người phước báo số một của thế gian và xuất thế gian tức là người thuần tịnh thuần thiện khắp pháp giới hư không giới tất cả quốc độ chư phật về lý mà nói phật phật đạo đồng về sự mà nói vẫn còn có sai biệt nho nhỏ thật sự đến mức không tìm thấy máy may thiếu sót nào chỉ có thế giới cực là cho nên chư phật tán thán đối với phật a di đà điều này trong kinh có tán thán phật a di đà là phật trung chi vương quan trung cực tôn đây không phải là giả bày ra trước mắt chúng ta một môi trường sinh sống như vậy chúng ta có muốn đi hay không muốn đi phải thật làm trên nguyên tắc nguyên lý chung mà nói Kinh Hoa Nghiêm Phật giảng rất hay Khắp biến pháp giới hư không giới Bao gồm cả thế giới cực lạ Cũng bao gồm thế giới chúng ta Từ đâu mà có Duy tâm sở hiện Duy tức sở biến Đây là nói với chúng ta về lý Về lý thì nói thông được về sự chúng ta tin tưởng rồi do vậy thế giới cực lạc là bản thân tâm thanh tịnh đã biến hiện ra là tâm thanh tịnh của phật a di đà biến hiện ra cũng là tâm thanh tịnh của bản thân chúng ta biến hiện ra rồi chúng ta mê thất tự tanh lâu quá Hiện tại biết được sự việc này nhưng làm thế nào để khôi phục thanh tịnh? Bản thân không thể nào. Phật A Di Đà làm tăng thượng duyên cho chúng ta, giúp chúng ta khôi phục thanh tịnh. Ngài dùng phương pháp gì để giúp đỡ chúng ta? Chính là 48 nguyện. phương pháp cụ thể bốn mươi tám nguyện là phật a di đà đích thân nói ra cho nên trong nguyện gian này mỗi một ta lúc ta làm phật chữ ta đó là phật a di đà tự xưng không phải là người khác phật thích ca mâu ni chuyển thuật cho chúng ta Chúng ta mới biết được Lý hiểu được rồi Tính tâm của chúng ta liền được kiến lập Chúng ta thật sự có tính tâm Có thể giảng sanh thế giới cực lạ Có thể trở về với cõi pháp tánh của mình ta người không hay chúng sanh phật không hay đây đều là nói nguyên lý cho chúng ta lại giảng sanh luận nói tịnh độ quả báo Ly nhị chủng cơ hiềm quá Quá là lỗi lầm Nên biết Một là thể Hai là danh Thể có ba loại Một là hàng nhị thừa Hai là hàng nữ nhân Ba là người các căn không đủ không có ba lỗi này Gọi là ly thể cơ hiểm Danh cũng có ba loại Phi đảng vô tam thể Cho đến không nghe đến ba loại danh xưng nhị thừa Nữ nhân các căn không đủ Gọi là ly danh cơ hiềm Thượng Luận Trung Chính là tên cơ hì mà trong giảng sanh luận đã nói Tức là trong nguyện văn này đã nói Bất thiện danh Tên bất thiện không có Chúng ta ở đây nói nhị thừa Tam thừa Ngũ thừa Phật Pháp Đến thế giới Tây Phương cực lạ Chỉ có một thừa Tức giống như trong kinh Pháp Hoa có nói Duy có Pháp nhất thừa Không hai cũng không ba Trừ Phật phương tiện nói Trừ Phật phương tiện nói Phật Thích ca Mâu Ni giảng cho chúng ta nhị thừa Tam thừa phương tiện thuyết thôi Cũng tức là nói ở thế giới chúng ta có Thế giới cực lạc không có Thế giới cực lạc chỉ có nhất thừa Pháp Nhất thừa Pháp chính là nhất Phật thừa Mỗi người đều thành Phật Vậy là dần dần làm cho chúng ta nhận thức về thế giới cực lạ Quen thuộc rồi Lại sớ sao viết Thứ được nghe qua tay Duy chỉ có dạng đức hồng danh của chư Phật Như Lai Cùng các danh hiệu của Bồ Tát Thanh Văn và chư Thiên Thiện Nhân Chưa từng có tên của ba đường ác được nghe qua Tai không nghe đến tên diệt ác Nên nói không có tên bất thiện gì Ở thế giới Tây Phương cực lạ Nhĩ căn thanh tịnh Mỗi ngày quý vị nghe được Đều là thứ làm cho quý vị quan hỷ Đều là thanh tịnh bình đẳng giác Thứ trái ngược với thanh tịnh bình đẳng giác Quý vị có muốn nghe cũng không nghe thấy Đều không có Thế giới này tốt biết bao dưới đây nói lại như kinh a di đà viết quốc độ phật đây tên các đường ác còn chưa có hà huống có thật câu nói này là nói thế giới tây phương cực là không có ba đường ác cũng không có la sát cũng không có tu la những tên bất thiện này tất cả đều không nghe đến hà hướng là có sự thật nhưng thế giới cực lạ có các loài chim thuyết pháp các loài chim này ở đâu mà có các loài chim này đều là phật a di đà muốn cho pháp âm được tuyên truyền mà biến hóa ra các loài chim này là đồ chơi mà phật a di đà biến quá ra không phải là thật phật a di đà là ai các loài chim chính là phật a di đà Phật A Di Đà biến loài chim này ra để thuyết pháp cho quý vị. Quý vị thích chim chóc thì đùa chơi với nó, ngài liền biến hiện để thuyết pháp cho quý vị. Nó không phải là súc sanh thật sự, nó là Phật. Trong đây, Ngẫu Ích Đại Sư nói rất hay, Linh Phong Đại Sư chính là Ngậu Ích Đại Sư Có dịu giải hơn đối với việc này Dịu giải này tôi cũng có thể hội được rồi Di Đà yếu giải gì Dẫn dùng phương thức hỏi đáp Các loài bạch hạt không phải là đường ác sao Đây là hỏi Đáp đã không phải tội báo tức mỗi một danh từ đều hiển bày công đức như lai. Nói là rút ráo bạch hạ. Không có gì không phải là tánh đức mỹ sưng, hà lại là ác danh sau. nơi này nói thiện danh ác danh nó được xem xét từ nơi nào điều này chúng ta có thể vừa chuyển trở lại đối với cách nhìn của tất cả chúng sanh trong lục đạo sự sai khác của chúng sanh và phật ở nơi mê và ngọt sau khi giác ngộ họ chính là phật mê rồi là chúng sanh lúc bạch hạt này mê thì nó là bạch hạt cõi súc sanh nó giác ngộ rồi nó thành phật nó thành phật thì không có gì sai biệt so với mười phương chư phật phật vì sao lại hiện thân bạch hạt vậy phật không có thân tướng vĩnh viễn giống như trong kinh lăng nghiêm đã nói tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng chúng sanh yêu thích bạch hạt ngài liền hiện tướng bạch hạt để thuyết pháp cho quý vị yêu thích tướng nhân thiên liền hiện tướng nhân thiên để thuyết pháp cho quý vị Bồ Tát Quán Thế Âm ứng thân 32 tướng Không có thân tướng nào nhất định Cho nên có thể hiện vô lượng tướng Chúng ta không thể hiện vô lượng tướng Vấn đề là do đâu? Chúng ta chấp trước thân này là ta Nếu như quý vị không chấp trước thân này là ta Quý vị cũng có thể hiện vô lượng tướng Quý vị nhất định như thế này là ta Thay đổi hình dáng thì không phải là ta nữa Vậy quý vị liền không thể nào hiện được Đạo lý là ở đây gì? Quý vị từ đây có thể lãnh hội khế nhập vào được Sau đó quý vị liền hiểu được Có cây hoa lá núi sông đại địa Có thứ gì không phải tướng Pháp thân rốt ráo Điều này không kỳ quái chút nào Chúng ta xem xuống đoạn dưới Trên đây trích dẫn đó là gian tự yếu giải Trước tá của Ngậu Ích Đại Sư Đoạn dưới là niệm lão giải thích cho chúng ta Nghĩa của nó như sau Kinh nói Nước đó thường có các loại chim kỳ diệu nhiều màu sắc Đây là trong kinh A-di-đà nói Nêu ra ví dụ này Có các loại chim bạch hạ khổng tước anh vũ xá lợi ca lân tần già cộng mạng Cố hoặc dẫn diệt Thật sự có một số người mới học chưa khế nhập cảnh giới. Họ sẽ hỏi: Thế giới cực lạc đã có những loài chim này, những loài chim này không phải là ác báo, không phải đều là cõi súc sanh sao? Sẽ khởi lên những nghi hoặc này. Sẽ cho rằng đây là cõi súc sanh. yếu giải đáp rằng kinh nói người chớ có cho rằng đây là chim thật là do tội báo sanh ra nó không phải là quậy súc sanh nó không phải là do tội báo sanh ra bạch hạt đẳng đẳng chính là các loại chim khổng tước anh vũ xá lợi ca lang tần già cộng mạng đây là mấy loại mà trong kinh nhắc đến bao gồm tất cả cõi súc sanh nó không phải là do tội báo sanh ra vậy nó là giả danh nó không phải là ác danh các loài chim đều do như lai tánh đức hiện ra cho nên tên của nó vẫn biểu thị cho như lai tánh đức vậy là trở thành mỹ hiệu sao có thể coi là ác danh đều là do một niệm của con người một niệm mê quý vị có phân biệt có chấp trước một niệm giác rồi phân biệt chấp trước không còn nữa ngày nay chúng ta tại thế giới này Đọc kinh Phật nghi hoặc rất nhiều Đến thế giới cực lạc những nghi hoặc này đều không còn nữa Vì sao vậy? Bởi vì quý vị đến thế giới cực lạc vọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị Cũng không còn nữa Vẫn chưa đoạn Nó không khởi tác dụng thôi Vì sao không khởi tác dụng? Quý vị được 48 nguyện của Phật A-di-đà Bổ nguyện oai đức gia trì Vừa gia trì quý vị Quý vị liền trở thành A-duy Việt Trí Bồ-Tát A-duy Việt Trí Bồ-Tát không khởi tâm Không động niệm Không phân biệt không chấp trước Nếu như quý vị vẫn còn khởi tâm động niệm Phân biệt chấp trước Quý vị không phải ở thế giới cực lạc ở thế giới cực lạc, không thể có những hiện tượng này. A-duy diệt trí Bồ-Tát tại thế giới chúng ta mà nói, Trong thiền tông nói, Đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật. Phật đây là Phật mà thiên thai đại sư đã nói, phân chứng tức Phật Trong Kinh Hoa Nghiêm nói là Duyên giáo sơ trụ Bồ Tát Từ sơ trụ đến đẳng giác Đây là 41 địa vị 41 địa vị này tu hành ở đâu? Ở cõi thật bao? Thân họ chứng đắc là thân Pháp tánh Cõi họ cư trú là cõi Pháp tánh là do như lai tánh đức hiển bày ra điều này nên biết cho nên sáu căn quý vị tiếp xúc được toàn là tự tánh đây quay là kiến tánh từ đó có thể biết chúng ta thật sự xa lìa giọng tưởng phân biệt chấp trước giọng tưởng chính là khởi tâm đồng niệm sáu căn của chúng ta đang trong cảnh giới hiện tiền thật sự làm được không khởi tâm không đồng niệm không phân biệt không chấp trước thì quý vị thành phật rồi nhà phật có câu nói buông giao mẫu xuống lập tức thành phật giao mẫu là gì Giao mổ chính là khởi tâm động niệm Phân biệt chấp trước Vì sao gọi là giao mổ Giao mổ là Công cụ tạo ác nghiệp Giết mổ chúng sanh Ăn thịt chúng sanh Đây là giao mổ Giao để các thịt trong nhà bếp Đó chính là giao mổ Dùng điều này để làm ví dụ Đó là công cụ phạm tội Chúng ta ở trong lục đạo phạm tội Phạm tội thế nào? Khởi tâm động niệm phân biệt chập trước Phạm tội ở đây vậy? Thứ này buông bỏ không phải đã thành Phật rồi sao? Vậy nên không ăn thịt chúng sanh nữa Không những không ăn thịt chúng sanh ngay cả ý niệm ăn thịt chúng sanh cũng không có. Đây là điều người học Phật chúng ta có thể làm được. Nếu như quý vị ăn chay, ăn được 4 50 năm, quý vị không còn nghĩ đến nữa. Người đến những mùi đó còn cảm thấy ghê ghê đều nhanh chóng bỏ đi. Sẽ không khởi ý niệm đó. Như vậy dần dần dưỡng thành thói quen rồi. Người ở thế giới Tây Phương cực lạ Quý vị nghĩ xem Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước Cho nên những nghi vấn này Đều là những phàm phu hiện tại chúng ta mới học Phật Mới học tịnh độ Không tránh được Có những loại vọng niệm, vọng tưởng này nhưng dòng niệm này phải giải thích cho rõ ràng Không giải thích rõ ràng chứa ngại họ Chứa ngại tính tâm của họ Chứa ngại trí tuệ của họ Chứa ngại họ giảng sanh Cho nên tác dụng của kinh giáo Là giúp chúng ta đoạn nghi sanh tinh Đây là cảnh giới hiện tiền của chúng ta lúc công phu thành tử rồi kinh giáo chứng minh cho chúng ta chúng ta chứng đắc cảnh giới này là thật hay là giả kinh giáo chứng minh quý vị thấy được thế giới tây phương cực lạ quý vị thấy được phật a di đà nếu như giống với những điều nói trong kinh vô lượng thọ thì là thật không giả chút nào nếu như thấy được Phật A-di-đà Thấy được thế giới cực lạc Khác với trong kinh nói Đó là giả Không phải là thật Năm xưa Tôi giảng kinh ở Hồng Kông Cũng khoảng 30 năm trước Pháp sư sướng hoài Đưa một quyển sách cho tôi xem thế giới cực lạc du ký là một người xuất gia viết. ông đến thế giới cực lạc để tham quan đi du ngoạn ông nói thế giới cực lạc có người nữ pháp sư xuống ngoài cầm quyển sách này hỏi tôi ông nói điều này không đúng thế giới cực lạc không có người nữ ông ấy làm sao lại thấy người nữ ông đến hỏi tôi tôi nói ông ấy đến không phải là thế giới cực lạc thật mà là giả vì sao vậy kinh là chứng minh kinh điển có hai tác dụng người chưa khai ngộ là giúp chúng ta phá mê khai ngộ lúc đã khai ngộ rồi thì giúp quý vị chứng quả cạnh giới mà quý vị chứng nhập tương ưng dưới trong kinh nói thì đó là thật đó là chính xác không phải là sai lầm nếu như cảnh giới mà quý vị vào đến thế giới Tây phương Cực lạc, đúng rồi, thế giới Cực lạc có người nữ, vậy quý vị đi sai chỗ rồi, đó không phải là thế giới Cực lạc của Phật A Di Đà, điều này không thể không biết. Cho nên ở thế giới Cực lạc, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, tất cả đều gọi là kiến tánh. Lìa tất cả tướng, liền thấy tất cả tánh. Tánh tướng bất nhị, tánh tướng nhất như. Không phải nói tướng không có nữa mới thấy tánh, không phải là ý nghĩa này. Tướng là duyên sanh, duyên diệt, nhân duyên sanh pháp. Tánh là bất sanh bất diệt. Bất sanh bất diệt chính ngay trong sanh diệt. Quý vị nếu như trong sanh diệt thấy được bất sanh bất diệt, vậy là đúng rồi. Xa lìa sanh diệt Đi tìm bất sanh bất diệt Tìm không ra Không có đạo lý này Cho nên quý vị phải biết Chúng tôi giảng kênh nhiều năm như vậy Bởi vì dùng mạng internet Dùng truyền hình cho nên chúng tôi thường dùng màn hình tivi để làm ví dụ. Dùng màn hình tivi để ví dụ cho pháp tánh. Trên màn hình hiện hiện tượng âm thanh sắc tướng. Đây chính là tự tánh biến ra dạng pháp Huệ năng đại sư nói Đâu ngờ tự tánh năng sanh vàng pháp Vậy quý vị nên biết Trên màn hình nhân vật và màn hình Là một không phải hai Quý vị làm thế nào để có thể Ở nơi nhân vật này nhìn thấy được màn hình Thấy được màn hình chính là thấy được tự tăng Nếu như mê nơi những hình ảnh âm thanh của nhân vật Quý vị quên mất màn hình Vậy chính là mê Cho nên đây là cùng một cảnh giới TV không phải là một thứ xấu Nếu như thật sự biết xem Hiểu được đạo lý này Nếu biết xem Họ minh tâm kiến tánh Họ thành Phật Xem truyền hình cũng có thể thành Phật Nếu mê nơi truyền hình Vậy là quý vị phải đọa ba đường ác thôi Quý vị thật sự giác ngộ không mê nữa Tánh tướng nhất như tánh tướng bất nhị hiểu được rồi Quý vị từ đây mà giác ngộ Sau đó trong cuộc sống hiện thực Cuộc sống hiện thực chính là sắc tướng Chính là Pháp tương Pháp tương sanh diệt Màn hình ở đâu? Màn hình không tách rời Màn hình là vĩnh hằng bất diệt Nó không gọi là hư không Hư không cũng là hình tướng Cũng là từ tự tánh biến hiện ra quý vị tại nơi này giác ngộ được chúc mừng quý vị quý vị kiến tánh quý vị thành phật rồi màn hình tivi là một dẫn chứng hướng dẫn quý vị vào cảnh giới dẫn dắt quý vị nhập cảnh giới phật đây không phải là nhị thừa không phải là bồ tát là nhất phật thừa biết được điều gì biết được sắc tướng trên màn hình là giả quý vị xem chúng ta tắt kênh truyền hình thì nó không còn gì nữa màn hình còn kênh truyền hình mở ra nó lại hiện lại Hiện tại có rất nhiều truyền hình Có hơn 100 kênh Quý vị có thể tùy ý thay đổi Nó giống như chúng ta nơi thập Pháp giới Giống như nói lục đạo luân hồi vậy Phía trên 28 tầng trời Phía dưới ngạ quỷ súc sanh địa ngục Vậy là không hiểu được có bao nhiêu cõi đó đều là pháp sanh diệt nhưng tự tánh diễn diện bất sanh bất diệt nó là năng hiền vọng tưởng phân biệt chấp trước năng biến Nếu như chúng ta đều buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì hiện tướng này sẽ bất biến Trong cõi thật báo trang nghiêm bất biến Họ tuy bất biến Họ đồng thời có thể hăng thuận chúng sanh có thể tùy hỷ công đức Có thể dùng 32 loại ứng thân Ứng thân khác nhau Đồng thời đồng xứ Đồng thời dị xứ Dị thời đồng xứ Năng hiện vô lượng vô biên sắc tướng Giúp tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ nếu như chúng ta đem cuộc sống hiện thực đều xem thành hình ảnh trên màn hình tv thì đây là một phương pháp tu hành rất tốt hình ảnh trên tv chúng ta biết có thể thưởng thức không thể có đạt được quý vị không thể nào có được nó cùng một đạo lý vậy cuộc sống hiện thực của chúng ta có thể lấy dùng có thể thọ dụng có thể thưởng thức không được không chế không được chiếm hữu nó không thể có được sát na sanh dị quý vị làm sao mà có được cho nên phải coi nhân sinh tại thế phải coi như hình ảnh trên tivi vậy là giả không phải thật cái gì cũng được người người đều là người tốt việc việc đều là việc lành chỉ cần quý vị không chấp trước Không phân biệt Không chấp trước Không có ai không phải là người tốt Không có việc gì không phải là việc lặng Họ ở đó biểu diễn, diễn kịch Diễn dài chính diện, kịch hay diễn cho tốt Diễn dài phản diện, diễn A Tỳ Địa Ngục Cũng diễn cho tốt, diễn cho thật giống Quý vị vượt ra khỏi phạm vi của nó Đứng ngoài cuộc Quý vị làm người xem kịch quý vị không phải là người diễn kịch mê rồi thì làm sao mê rồi thì chạy đến đó mà diễn kịch vậy thì rất khổ giác ngộ giác ngộ rồi liền trở thành người xem kịch không phải là người diễn kịch nữa cho nên chư phật bồ tát là người đứng bên ngoài xem kịch lục đạo chúng sanh là người biểu diễn trên vũ đài Ngày ngày xem tivi Phải hiểu được nên xem như vậy Quý vị liền biết xem rồi Tổ sư thường nói biết không Quý vị xem tivi Quý vị biết xem không Biết, biết thì khai ngộ Không biết thì mê lầm Làm người cũng là đạo lý như vậy Cùng đạo lý như vậy Quý vị biết không Người biết làm người thì thành Phật Không biết làm người Làm việc luân hồi Là việc lục đạo luân hồi Vậy là sai rồi Thèn chốt là ở nơi giá khay mê Không do nơi khác gì khác Chúng ta xem đoạn dưới Lão cư sĩ trích dẫn Lại quán kim diệt Như ý châu dương Dũng xuất kim sắc di diệu quang minh Kỳ quang hóa di bách bảo sắc điệu Đây là một đoạn trong Quán vô lượng thọ Phật Kinh Thế giới cực lạc quá như vậy Cho thấy y chánh của cực lạc Y báo là hoàn cảnh Chánh báo là Bồ Tát Là Phật Bồ Tát Đều là trang nghiêm của Như Lai Quả Giác Phật A Di Đà biến hóa sợ tác. Các loài chim này đều là Phật A Di Đà biến hóa tạo tác ra. Cõi đó một sắc một hương, một trần một danh đều là trung đạo. Trung đạo này là tự tánh. Đều là toàn thể đại dụng của Pháp giới không thể nghĩ bàn điều này nên biết phật a di đà vì sao phải làm những biến hóa này bởi vì bồ tát ở thế giới cực lạc là đến từ mười phương thế giới đến từ lục đạo luân hồi trong lục đạo mỗi mỗi cõi đều có Có cõi trời, có cõi người Có cõi tu la Có cõi là sạc. có cõi súc sanh Có cõi ngạ quỷ, có cõi địa ngục Cõi nào cũng có Những người này đến thế giới cực lạc Tập khí chưa đoạn Phiền não gì sao không thể sanh khởi bởi vì thế giới cực lạc không có ác duyên Trong a là gia của họ Ác tâm sở Chủng tự ác không thể khởi hiện hành Chúng ta biết Chủng tự bắt buộc phải có duyên Mới có thể hiện hành Nó không có duyên Cho nên nó không khởi tác dụng Nhưng tập khí làm thế nào Để giúp họ quá giải được tập khí Cho nên mới có nhiều biến hóa Tạo tác như vậy những loại biến hóa này mỗi người sau khi tiếp xúc được cảm xúc không giống nhau cũng giống như thế giới của chúng ta vậy chúng ta du ngoạn sơn thủy Mười người cùng ở một chỗ tham quan du lịch Mỗi người cảm xúc không tương đồng Trong Phật Pháp nói căn tánh của họ không giống nhau Tập khi phiền não không tương đồng Ở nhân gian chúng ta cũng nói tố chức của họ không giống nhau trình độ văn hóa khác nhau sở thích mỗi người khác nhau cảm thọ không tương đồng trong phật pháp nói linh cảm đặc biệt là các nhà nghệ thuật nhưng linh cảm của nhà nghệ thuật Mười nhà nghệ thuật Mỗi người linh cảm cũng đều khác nhau Ở thế giới cực lạ cũng rất tự nhiên mà diễn thị ra Chính là đạo lý này vậy Thế nên chúng ta nên biết là Y chẳng tra nghiêm của thế giới cực lạc Đều là Phật A-di-đà biến hóa tạo ra Chúng ta đến đó cũng tiếp thu sự biến hóa sở tác của Phật A-di-đà Phật A-di-đà biến hóa như thế nào? Chính là 48 nguyện đang biến hóa 48 nguyện tuy chỉ nói 48 điều Y theo kinh này của chúng ta Thật sự đang nói 24 nguyện Nhưng 24 nguyện triển khai ra là Vô lượng vô biên Giống như trong Phật Pháp thường nói Thanh văn Ba ngàn oai nghi Từ đâu mà có từ thập thiện nghiệp đạo mà có Thập thiện nghiệp đạo có 10 điều Triển khai ra là 3.000 điều Bồ Tát càng nhiều hơn Bồ Tát Đại Thừa Tám dạng bốn ngàn tí hạnh Từ đâu mà có Cũng là thập thiện Bồ Tát Đại Thừa Triển khai thập thiện thành Tám dạng bốn ngàn tí hạnh Vậy chúng ta hiểu được rồi 48 nguyện của Phật A-di-đà cũng được 24 nguyện cũng được Ở thế giới cực lạc triển khai ra là Vô lượng vô biên tế hành Đây chính là Phật A-di-đà biến quá sở tác Đây chính là Phật A-di-đà gia trì y chánh trang nghiêm Của thế giới cực lạc chúng ta từ điểm này để lãnh hội. Nghi hoặc liền đoạn trừ. Nó có đạo lý trong đó, lời này không phải tùy tiện mà nói. Dùng lời hiện tại nói là nó có căn cứ khoa học. Nó phù hợp với khái niệm logic không loạn tí nào Cho nên là toàn thể đại dụng của Pháp giới không thể nghĩ bàn Pháp giới này chính là tự tăng Tự tăng tánh đức Toàn thể đức dụng Cho nên nước này mỗi một danh tự Đều hiển như lai tánh đức Như lai tánh đức và tánh đức của bản thân là một không phải hai Như lai chứng khắp pháp giới Chiếu triệt nguồn tâm Công đức rút rào Một chân thật Tất cả chân thật một rốt rào tất cả rốt rào là dùng giả danh để hiển bày thật pháp nên quậy đó mỗi một danh tự đều là rốt rào rốt rào chính là tự tánh biến hiện ra tự tánh biến hóa ra đó chính là tánh đức khởi dụng cổ đức có ví dụ thí như dùng vàng để làm đồ vật mỗi đồ vật đều là vàng chúng ta dùng vàng trong đúc một pho tượng phật bằng vàng quý vị thấy nó là phật tôi lại dùng vàng đó đúc một con bạch hạt thì phật trở thành bạch hạt rồi thể không thay đổi tướng thay đổi thể không bị thay đổi thể vẫn là vàng vàng đại biểu cho rốt ráo đúc tượng phật rốt ráo tượng phật rốt ráo phật đúc bạch hạt rốt ráo bạch hạt tôi đúc cho nó một cái bảo tháp thì rốt ráo bảo tháp tôi đút cho nó một cái cây thì rốt ráo là cây đây là gốc cây núi sông đất đai cỏ cây hoa lá tất cả dạng pháp không có thứ gì không rốt ráo huệ năng đại sư nói đâu ngờ tự tánh năng sanh dạng pháp Giảng pháp này là y báo chánh báo trang nghiêm của thập pháp giới Còn hơn thì có thể nói khắp biến pháp giới hư không giới Không sót một pháp nào toàn là tự tánh biến hiện ra Cộng mạng chi điểu là rốt ráo cộng mạng chi điểu Các loài chim này đều là như lai tánh đức biến hiện ra, nêu tên của nó cũng đều là mỹ xưng của tánh đức, chứ không phải là ác danh vậy, không phải là tên ác. Ý nghĩa này rất hay. Chúng ta hiểu được rồi. Phải chăng đến thế giới Tây phương cực lạc mới thấy được? Không nhất định. Chúng ta hiện tiền thấy được tức là thấy được thế giới tây phương cực lạ chỉ cần đem tâm niệm của chúng ta điều chỉnh trở lại là được thiền sư trung phong trong tam thời hệ niệm nói rất hay tâm ta chính là phật a di đà phật a di đà chính là tâm ta nơi này là tịnh độ tịnh độ là nơi này tâm thái chúng ta vừa điều chỉnh phải điều chỉnh như thế nào để chúng ta đến thế giới cực lạc đến ngày nào đó chúng ta nhìn thấy được tất cả những cảnh quan mà sáu căn nhìn thấy được toàn là phật a di đà chúc mừng quý vị quý vị đã đến thế giới cực lạc rồi quý vị nhìn thấy tất cả mọi người là phật a di đà biến hóa ra là thật không phải giả nhìn thấy tất cả động vật cỏ cây hoa lá núi sông đại địa tất cả những hiện tượng đều là phật a di đà biến hóa tạo tác ra chúng ta cung kính lễ bái xưng tán cảm ơn Quý vị thật sự thấy được Thế giới cực lạc Thế giới cực lạc chính ngay trước mặt Cho nên lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước là đúng Có vọng tưởng phân biệt chấp trước Vừa rồi chúng ta nói những thứ này là tạo nghiệp có những thứ này Quý vị làm sao mà không tạo nghiệp được Khởi tâm động niệm là tạo nghiệp Phân biệt chấp trước là tạo nghiệp Toàn là tạo nghiệp Tạo nghiệp gì? Tạo nghiệp lục đạo luân hồi Không chấp trước nữa Không tạo nghiệp luân hồi nữa Quý vị tạo nghiệp tứ thánh pháp giới còn có tứ thánh Pháp giới Không tạo nghiệp luân hồi vẫn là tạo nghiệp Không phân biệt nữa Công phu nâng cao rồi Đó là Bồ Tát không còn phân biệt nữa trú tại hai tầng trên thập pháp giới. Phật và Bồ Tát trong thập pháp giới chưa kiến tánh, chưa ra khỏi thập pháp giới. Tuy là Phật, Thiên thai đại sư gọi là tương tự tức Phật. Tuy là Bồ Tát trong kinh giáo Đại Thừa nói quý vị là quyền giáo Bồ Tát. Vì sao vậy? Vì quý vị vẫn còn khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm buông bỏ rồi quý vị là chân Phật. Quý vị không phải là giả nữa. Lúc này quậy thật báo trang nghiêm hiện tiền Quý vị ngay đây thấy được thế giới cực lạ. Quý vị ngay đây thấy được Phật A Di Đà. Bồ Tát Đại Thế Chí nói rất hay, nhớ Phật niệm Phật hiện tại đương lai nhất định thấy Phật. Họ dùng phương pháp này chính là chúng ta đã nói nhớ Phật trong tâm chỉ có Phật A Di Đà trong miệng chỉ có A Di Đà Phật Phật A Di Đà là túi thiện thuần tịnh thuần thiện tâm khẩu thuần tịnh thuần thiện rồi sở hành của thân quý vị đương nhiên là thuần tịnh thuần thiện Sự việc này không ai có thể chứa ngại được Điều này chưa vị đồng học nên biết Chỉ có bản thân chứa ngại bản thân thôi Yêu mà quỷ quái chứa ngại không nổi Bản thân trái chủ cũng chứa ngại không nổi Yêu ma quỷ quay oán thân trái chủ có thể chứa ngại ai? Chứa ngại người có giọng tưởng phân biệt chấp trước Họ chứa ngại người đó Quý vị buông bỏ giọng tưởng phân biệt chấp trước Thì không thể nào chứa ngại quý vị được Tất cả những chướng ngại quý vị tỉ mỉ mà suy nghĩ toàn là thế duyên Là trong lục đạo Sau khi buông bỏ những thứ này Bản thân quý vị không còn chướng ngại nữa Tất cả những chướng ngại nghiệp chương tự nhiên được tiêu trừ Vì sao vậy trong tự tánh không có quý vị kiến tánh rồi trong tự tánh không có nữa cho nên đó đều là giả đều là không phải sự thật nhưng nếu như quý vị nhận giả làm chân nó sẽ thật có nó thật sự gây phiền phức cũng giống như ác mộng vậy nó thật có thật sự giác ngộ tỉnh ngộ trở lại rồi không còn nữa Mộng lý minh minh hữu lục thủ, giác hậu không không vô đại thiên. Sau khi giác ngộ chính là quải thật báo. Sau khi giác ngộ rồi chính là cảnh giới của chư Phật. Nguyện thứ hai mươi tám Quốc vô bất thiện nguyện Chúng ta xem tiếp xuống dưới Nguyện thứ hai mươi chín. trụ chánh định tụ nguyện hiển tiền cho chúng tôi cảm nhận sâu sắc nhất là người hiện nay tâm tình thu tháo không định người học phật thường thường viết những bài cho tôi xem viết những vấn đề đến hỏi tôi chữ viết rất lắm. Điều này vào thời đại của chúng tôi Khi còn trẻ chưa từng nhìn thấy Nói cách khác Không nói thời gian lâu quá 50 năm trước 40 năm trước 50 năm trước Chúng tôi trong xã hội qua lại với người ta Viết vài chữ cũng rất quy củ Thông thường chúng tôi nhìn thấy chữ hành khải gọi là hành thư Không phải là hoàn toàn chữ viết thảo Hiện tại chúng tôi thấy mọi người lúc viết chữ rất lao Việc này nói lên điều gì tâm họ không định Giọng niệm của họ nhiều Phiền não của họ nặng Có thể từ đây mà thấy được Nói chuyện nhiều vọng niệm nhiều tâm không định đây là chúa ngại rất lớn người có chúa ngại như vậy đọc sách không tốt sách đọc không giàu được cho nên hiện tại học sinh đi học ở trường mục đích là ở chỗ nào mục đích là thi cử ứng phó với thi cử chỉ cần thi cử đạt yêu cầu gian bằng tốt nghiệp lấy được là được rồi gian bằng lấy được rồi mà không học được gì thầy giáo dạy học sinh như thế nào thầy giáo không dạy nữa vì sao vậy? Quý vị muốn dạy học sinh là kết oán thù với học sinh Nói không chừng học sinh giết luôn quý vị Không dám đắc tội với học sinh Học sinh không nghe lời nữa Thầy giáo cần là những gì? Thầy giáo cần là lương bổng Phải sống qua ngày Ai ai cũng có lợi Học sinh kiếm văn bằng Thầy giáo kiếm tiền lương Mỗi người cần một thứ Cho nên mọi người đều không có trách nhiệm Tôi sau khi xuất gia rồi cũng dạy học được mấy năm Tôi dạy ở trường 5 năm Thật sự là như vậy Nhưng lúc đó so với hiện tại còn tốt hơn nhiều Lúc đó học trò nếu làm bài tập Viết chữ cũng rất quy củ nếu quý vị viết thảo như hiện nay thầy giáo có thể không sửa bài tập cho quý vị trả bài lại cho quý vị viết lại viết không ngay ngắn không đọc hiện tại trở thành phổ biến như vậy xã hội này làm sao không loạn được Lúc tôi học triết học với thầy Phương 60 năm trước Lúc đó thầy Phương nói với tôi Ông nói hiện tại trường học thầy giáo không giống thầy giáo Học trò không giống học trò tôi lúc đó viết thư cho thầy viết một bài luận đưa cho thầy xem mục đích là muốn học dự thịnh môn học của thầy ở trường thầy đem tình hình ở trường nói cho tôi nghe thầy nói nếu anh đến trường nghe giảng anh sẽ thất vọng nhiều lắm lời này có ý gì vậy lẽ nào thầy phương đi dạy ở trường tôi đi nghe lại rất thất vọng sao rất quá thể hiện nay càng không cần phải nói nữa tôi hiện tại vẫn là giáo sư của đại học Queensland úc châu giáo sư vinh dự thỉnh thoảng cũng có một lần lúc đến trường trường học sắp xếp cho tôi một tiết học lên lớp cho học sinh một giờ giáo sư sắp xếp giờ cho tôi nói với tôi Ông nói Pháp Sư à Ngài nên biết hiện nay học trò lên lớp Nhẫn nại chỉ được 15 phút thôi Sau 15 phút liền không nhẫn nại được nữa Tâm để đâu đâu rồi Có thể nói là kể chuyện Nói chuyện phim Mọi người cùng vui vẻ Hiện tại là tình hình như vậy Đến lớp học vừa nhìn thấy quả nhiên không sai Sau 15 phút quý vị thầy học sinh tâm tình lơ đến rồi Mắt không nhìn thầy giáo nữa Nhìn ngoài cửa sổ Tai cũng nghe âm thanh bên ngoài Chúng ta liền hiểu được Phong cách ngay một đi xuống trình độ dạy học đã xuống rất thấp rồi vậy làm sao mà dạy điều này mới là việc thật sự đáng lo lắng thời đại chúng ta xã hội loạn rồi thế hệ sau càng loạn hơn nữa phải cứu giảng như thế nào không nghĩ ra phương pháp nghĩ tới nghĩ lui duy chỉ có giáo dục tôn giáo có thể cứu vãn xã hội nhiều năm như vậy tôi nói rất nhiều rồi khắp nơi đều đang tuyên dương người thật sự hiểu không nhiều có không phải là không có Người thật sự nghe hiểu là số rất ít Cho nên Bất cứ một quốc gia nào Muốn khu vực này khôi phục An định bình thường Hòa hợp phồn dính hạnh phúc Không nương vào tôn giáo là điều chắc chắn không làm được Cho nên ngày nay đoàn kết tôn giáo Là một việc vô cùng quan trọng Khuyết lệ tôn giáo phải trở về với giáo dục Nên biết tôn giáo vốn đều là theo đuổi công tác giáo dục xã hội nó không phải là mê tín tôn giáo nếu như bỏ qua giáo dục hoàn toàn làm những nghi thức tôn giáo vậy thì bị người ta cho rằng là mê tín cho nên tôn giáo phải trở về với giáo dục đặc biệt là phật giáo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa tài thi giảng kinh dạy học suốt 49 năm. Lúc đó không có nghi thức tôn giáo. Chỉ là lúc lễ thầy giáo hành lễ nghi thức tam quy y vô cùng đơn giản, mấy phút thôi. Đơn giản mà long trọng chúng ta xem trong kinh điển của tất cả các tôn giáo rất coi trọng luân lý đạo đức nhân quả lại hướng thượng đi lên nữa đó chính là triết học và khoa học năm khoa một này thực sự mà nói đều dạng đến tận thiện tận mỹ rồi nếu như mỗi tôn giáo đều có thể ra sức đề xướng xã hội sẽ có thể trở về an định hòa hợp phồn vinh thịnh vượng đây là việc mà chúng ta kỳ vọng vậy chúng ta nghĩ xem nhìn thấy trong quyển kinh này nói về thế giới cực lạ đây là điều chúng ta nên hướng tới Thế giới này tốt biết bao Hướng đến tức là phát tâm để đi Cách đi như thế nào? Y giáo tu hành Thèn chốt là toàn bộ đều buông bỏ được Thật sự buông bỏ được Vấn đề của quý vị liền được giải quyết Điều kiện để đi rất là đơn giản Thật tin Không có mảy may hoài nghi nào Biết được điều gì Tâm hiện thực biến Đây không phải là giả Thật sự phát nguyện Nhất tâm niệm Phật Không có ai không thành công Đại sư thiện đạo nói rất hay Giảng người tu giảng người giảng sanh Không sót một người nào Vấn đề là quý vị có muốn đi hay không? Là thật hay là giả? Thật sự muốn đi thì họ đi được rồi. Chúng ta thi nguyện thứ 29. Tất cả chúng sanh sanh đến nước ta đều đồng một tâm trú nơi định tụ. Đây là kinh văn Chú ý câu nói thứ nhất Tất cả chúng sanh Sanh đến nước ta Ý nghĩa này không phải xem họ đến từ cõi nào Từ cõi người giảng sanh Từ cõi trời giảng sanh Cõi súc sanh giảng sanh Cõi ngã quỷ giảng sanh Cõi địa ngục giảng sanh Cõi tu la la sát giảng sanh Bất luận là từ cõi nào người đã đến thế giới cực lạc. Chưa đến thế giới cực lạc, không phải là nhất tâm. Mỗi người một tâm. Cho nên lục đạo rất phức tạp. Tâm bất đồng, niệm cũng sẽ bất đồng. Hành vi sẽ khác nhau. Nhưng đến thế giới cực lạc Cực lạc đều đồng một tâm Nhất tâm này là chân tâm Giọng tâm không còn nữa Vì sao vậy? Tâm chấp trước không còn nữa Tâm phân biệt không còn nữa Khởi tâm động niệm không còn nữa Không phải là nhất tâm rồi sao? Đây là thật không phải giả Tại thế gian này có tham sân si mạng nghi Đến thế giới cực lạc tham sân si mạng nghi hoàn toàn không còn nữa Đó là kiến tư phiền não Tất cả đều đoạn hết rồi Đoạn như vậy là phục đoạn Không phải là diệt đoạn Sự giá trị của bổn nguyện oai thần Phật A-di-đà Thế giới Tây Phương cực là không có ác duyên Do đó quý vị có tập khí ác Chủng tự ác nhất định không hiện hành Tức là nó không khởi tác dụng Hiện hành là gì? Hiện hành là nhất tâm hiện tiền Chân tâm hiện tiền Họ không phải là giọng tâm Họ dùng chân tâm Chân tâm chính là Không chấp trước không có phân biệt, trên đề kinh chúng ta nói không có chấp trước, tâm thanh tịnh hiển tiền. Thanh tịnh là chân tâm. Huệ năng đại sư Minh Tâm kiến tánh câu đầu tiên nói, đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Chính là tâm thanh tịnh hiển tiền. Phân biệt buông bỏ rồi, tâm bình đẳng hiển tiền cao hơn tâm thanh tịnh một bậc. A à, la hán Bích Chi Phật chứng được là tâm thanh tịnh. Họ đoạn kiến tư phiền não. Bồ Tát chứng được là tâm bình đẳng. Họ không còn tâm phân biệt, tức là trần sa phiền não đoạn được rồi, không còn phân biệt nữa. Họ được tâm bình đẳng. Cuối cùng có thể đoạn được vọng tưởng, vọng tưởng là khởi tâm động niệm, thì thanh phật rồi. Quý vị mới có thể thoát ly thập pháp giới. Người đến thế giới tây phương cực lạc đều là thoát ly được thập pháp giới rồi. Họ không những không có phân biệt chấp trước, khởi tâm động niệm cũng không có. Do gì nguyện vô sai biệt thứ năm. Đoạn trước chúng ta đọc qua rồi Sanh bị quốc giả Tất cả những chúng sanh Sanh đến thế giới Tây Phương cực lạ Hình là thân thể Thân thể không có sai biệt là giống nhau Mạo là tướng mạo Cũng không có sai biệt Đều đồng một loại Hoàn toàn tương đồng với Phật A-di-đà Ngày nay chúng ta thấy rất nhiều người vẽ quả đồ biến tướng của thế giới cực lạ Vẽ đều không giống Vì sao vậy? Vì tượng Phật A-di-đà vẽ đặc biệt rất lớn Bồ Tát nhỏ hơn một chút Người giảng sanh đến càng nhỏ hơn chút nữa Không giống Khác với trong kinh đã nói cho nên chúng ta thờ tây phương tam thánh là cúng như thế nào chư vị ở đây nhìn thấy phật đường chúng ta thờ tây phương tam thánh cùng một tướng bồ tát quan âm bồ tát thế chí và phật a di đà đều giống nhau không phân biệt được giảng sanh đến thế giới tây phương cực lạc và phật a di đà cũng là cùng một tướng cũng không phân ra được phàm phu không phân ra được họ phân biệt được nhất định không nhận làm người họ có trí tuệ họ không có phiền não tâm địa thanh tịnh tâm linh của họ có cảm có ứng có cảm thông sẽ không nhận làm người hình đã tương đồng tâm cũng giống vậy tâm đều đồng nhất trú nơi định tụ họ làm sao mà không định được đây gọi là cực lạc thế giới cực lạc từ đâu mà đến chính là từ đây mà đến đạo lý này chúng ta không những phải hiểu phải thật hiểu Mà phải thật sự thể hội được Vì sao vậy? Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta Mới có thể được lợi ích Chúng ta dần dần nhìn thấy thế giới này Một cách rõ ràng Thấy rõ ràng rồi sau này phải thế nào? Thấy rõ ràng rồi không còn so đo nữa không nên để nó ở trong lòng Chúng ta liền ở trong 12 thời từ sáng đến tối Trong tâm chỉ có Phật A-di-đà Như vậy có thể làm việc không? Cái gì cũng không nghĩ nữa Cái gì cũng không học nữa Có thể làm việc không? Có thể Việc gì cũng có thể làm Vì sao vậy? Trí tuệ thần thông Đức năng của phật a di đà gia trì cho quý vị quý vị sẽ không làm hỏng việc nữa quý vị phải tin tưởng quý vị không tin tưởng thì không được sự tin tưởng này có ý cứ lý luận không phải là tùy tiện mà tin tưởng trong kinh này đã nói về những đạo lý này rất rõ ràng Quý vị có thể tương ưng với tánh đức Quý vị sẽ làm sai việc sao? Không tương ưng với tự tánh Thông minh hơn nữa cũng làm sai sự việc Vì sao vậy? Vì đó là giọng tâm Đó là tám thức 51 tâm sở Rất phức tạp Chân tâm không phức tạp chân tâm là nhất tâm Cho nên chúng ta đem tâm quy hướng về Phật A-di-đà Cũng là nhất tâm Tuy không phải thật sự là chân tâm Nhưng rất gần với chân tâm Giảng sanh liền có thể chứng đắc Định tụ là chỉ chánh định tụ Là một trong tam tụ Trong Phật Pháp nói tam tụ Tức là ba loại Chúng ta xem chú giải dưới đây Tam tụ bao gồm tất cả chúng sanh Tụ nghĩa là Tụ loại Cũng tức là tất cả chúng sanh phân ra làm ba loại Trong kinh Phật nói là tam tụ Thuyết tam tụ thông cả đại thừa và tiểu thừa Nghĩa của nó khác nhau Cách nói thứ nhất một là chánh định tự nhất định là người chứng ngộ. Người thuộc loại này tâm địa thanh tịnh. Chắc chắn sẽ khai ngộ, chắc chắn sẽ chứng quả. họ có thể buông bỏ vọng tưởng chấp trước họ học phật tiến bộ rất nhanh họ học tập cổ nhân dạy học rất quan trọng điểm này đạo dạy học quý nơi chuyên bắt đầu dạy từ trẻ em trung quốc ngày xưa giáo dục cấm rễ là mẫu thân phụ trách mẫu thân ân đức rất lớn không những có ân sinh thành Gốc của quý vị là bà giúp quý vị cấm xuống, Tức là ba tuổi trở về trước Mẫu thân là tấm gương cho con trẻ Nếu như làm được tấm gương tốt cho con cái thì Đây không phải là ngôn giáo, là thân giáo Người làm mẹ khởi tâm động niệm nói năng tạo tác đều phải như lý như pháp trẻ con tương lai lớn lên sẽ dễ dậy bảy tuổi đi học thầy giáo làm gương cho chúng những thứ cần học học từng thứ từng thứ không được đồng thời học hai thứ đây chính là đạo dạy học quý dĩ chuyên vì sao vậy dạy một thứ tâm họ sẽ định họ chỉ nghĩ một thứ đó họ học rất nhẹ nhàng rất vui vẻ không có áp lực quý vị nói xem đồng thời bảo họ học mấy môn họ liền phân tâm tinh thần ý chí của họ không thể tập trung đó không phải là nhất tâm nữa Họ sẽ rất giỏi về phân biệt chấp trước Làm những việc này Những thứ này không phải là thứ tốt đẹp Phải buông bỏ nó Hiện tại không những không buông bỏ Còn muốn tăng cường Hy vọng quý vị phân biệt thêm Chấp trước nhiều thêm Quý vị xem đây không phải là sự việc phiền phức rồi sao Cho nên hiện tại dạy học tương phản với ngày xưa Người hiện tại phê bình cổ nhân nói ngày xưa chế độ phong kiến. Bốc lộ nhân dân họ chưa học qua sách cổ. Đọc sách cổ rồi quý vị sẽ hiểu được, hiểu được điều gì? Chế độ là thứ cứng nhắc, nó không phải là sống động. chế độ là pháp luật pháp lệnh điều chương nếu như người là tốt đẹp chế độ như thế nào họ đều làm việc tốt người không phải là người tốt chế độ có tốt hơn nữa họ vẫn làm việc sống cho nên cổ nhân trước hết họ phải làm người cho tốt người chỉ cần làm tốt rồi chế độ gì cũng là chế độ tốt Lòng người nếu như hư rồi Tham sân si mạng tổn người lợi mình Chế độ có tốt bao nhiêu đến tay họ Họ liền dùng chế độ đó làm gì Tự tư tự, tự lợi Cho nên cổ nhân nói Pháp Là gốc để trị vậy Quản lý gì của đại chúng Pháp là thư căn bản Người là gốc của Pháp Người là nguồn gốc của Pháp Gốc nếu như không tốt Vậy cái thân đó cũng không ít lợi gì Cho nên người xưa coi trọng con người Có người mới có Pháp Không có người thì Pháp đều là giả Không phải là thật Thế nên giáo dục rất quan trọng rồi Giáo dục hiện tại và giáo dục ngày xưa Hoàn toàn trái ngược nhau Hiện tại có người nói rất hay lấy người làm gốc Nhưng họ giáo dục lại không lấy người làm gốc Giáo dục lấy người làm gốc vậy mới tu Con người nếu như tự tư tự lợi thì đó là họ làm gốc Ngạn ngữ nói Người không tự tư trời tru đất diệt Năm xưa tôi ở Hồng Kông Hà thủ tính đến phỏng vấn tôi Ông là người chủ trì của đài truyền hình Á Thị Nêu ra vấn đề này hỏi tôi Lúc đó nói với ông ấy Tôi nói câu nói này là sai lầm Không phải là đúng đắn Ông ấy nói sai như thế nào Tôi nói không lão phu tử không có tự tư, trời cũng không tru ông ấy, đất cũng không diệt ông ấy. Phật Tích Ca Mâu Ni không có tự tư. Niệm niệm đều là vì người khác, ông trời không tru ngài, đất cũng không diệt ngài. Tôi nói thêm một đời tôi cũng không có tự tư, trời cũng không tru tôi, đất cũng không diệt tôi, còn cho tôi thêm phước thêm thọ. Quan niệm này là sai trái vậy Giáo dục của thánh hiền là khởi tâm đồng niệm, vậy chúng ta phải nghĩ cho người khác, không nghĩ cho bản thân mình. Tâm như vậy chính là lý niệm trung tâm của thế giới hòa bình, gia đình hòa thuận. Con người điều gì tự tư, điều gì bản thân, thì gia đình quý vị sẽ bất hòa mỗi người đều vì bản thân thì gia đình làm sao có thể hòa hợp được vấn đề hiện tại thật sự nghiêm trọng hai vợ chồng đều có quyền riêng tư chồng có bao nhiêu tiền vợ không biết vợ có bao nhiêu tiền chồng cũng không biết Gia đình như vậy có thể hòa thuận được sao? Lợi hại trước mắt Hai người liền chia tay thôi Bất hòa rồi Vợ chồng còn có tư tâm Quý vị nói xem còn có cách gì nữa Vấn đề này rất nghiêm trọng Đều là xuất phát từ giáo dục Hiện tại có thể nói một chút lời chân thật Làm một chút việc tốt Vẫn là trong tôn giáo Quý vị xem người thế gian cho rằng tôn giáo là mê tín Cho nên xã hội này làm sao không động loạn được Phải quá giải những động loạn này thì khó biết bao Động loạn chính là lòng người bất định Lòng người đến rồi Động loạn này tự nhiên được quá giải Loại thứ hai là ta định tụ Người cuối cùng không chứng ngộ được Họ cũng có định Nhưng mục tiêu phương hướng của họ là vì tự tư tự lợi họ không phải là vì đại chúng họ làm sao mà định họ là vì một tập đoàn lợi ích đó chính là tà định tụ ngày xưa những vị đế dương nếu như họ là chánh định tụ Quốc gia của họ nhất định hưng thịnh, nhất định lớn mạnh. Vì sao vậy? Quốc dương ngày ngày vì nhân dân mà lo nghĩ. Ngày ngày nghĩ đến việc giúp đỡ nhân dân giải trừ đau khổ. Giúp đỡ họ lìa khổ được vui. Kiểu quân dương này nhất định được nhân dân yêu mến. Vì thế quốc gia của họ nhất định cường thịnh. Đế dương cuối triều đại Hoàn toàn nói về hưởng thụ cá nhân Không để ý đến sống chết của nhân dân Nhân dân nhất định khởi nghĩa lật đổ Họ liền nước mất nhà tan Gọi là ta định tụ Ví dụ này rất rõ ràng rất dễ dàng lãnh hội được loại thứ ba là bất định tụ có duyên thì chứng ngộ vô duyên thì họ không chứng ngộ được đây là người bất định tụ bất định tụ chiếm đại đa số khi họ gặp thiện duyên họ sẽ là người thiện họ gặp phải ác duyên họ sẽ trở thành người ác nên nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng nếu như xã hội này giáo hóa nếp sống cho tốt có giáo dục thánh hiền những bất định tụ này đều trở thành người tốt nếu như giáo hóa không thỏa đáng thì xã hội đều biến thành người xấu giáo dục xã hội hiện tại ai đang làm vậy truyền thông đang làm cho nên quý vị phải hiểu được xã hội này quý vị xem truyền hình đang diễn là những gì mạng internet truyền bá những gì Báo tạp chí đang đăng tải những gì quý vị sẽ hiểu được tất cả đài loan trước đây đề xướng phục hưng văn hóa truyền thống có người hỏi thầy phương phải bắt đầu từ đâu thầy phương nói với những người này đầu tiên phải đem truyền hình và những truyền bá của vô tuyến điện tất cả đều dừng lại hết Báo chí phải đóng cửa Tạp chí phải ngăn cấm Người ta nói như vậy không được Điều này không làm được Thầy Phương cười cười nói Những thứ này ngày ngày đang phá hoại Văn hóa truyền thống Chỉ cần những thứ này còn Văn hóa truyền thống không thể nào phục hương được Thầy nói thật là hay Chúng ta học văn hóa truyền thống Còn có thể đạt được một chút lợi ích Nguyên nhân gì? Họ có quyền cởi mở. Chúng ta có quyền không tiếp thu. Truyền hình quý vị ngày ngày đều mở tôi không xem. Tôi mấy mươi năm rồi không xem tivi, không nghe đài phát thanh. Cũng mấy mươi năm rồi không xem báo chí, không xem tạp chí, tôi có quyền không xem. quý vị ngày ngày xem những thứ này quý vị có thể không bị ảnh hưởng được sao cổ nhân nói rất hay biết nhiều chuyện thì phiền não nhiều quý vị ngày ngày xem những thứ này quý vị làm sao mà không sanh phiền não được quý vị làm sao mà có thể đắc được chánh định tụ tất cả đều cự tuyệt không xem nữa tôi ngày ngày xem kinh phật ngoài kinh phật ra không xem gì khác như vậy tâm mới có thể định lại được không bị truyền nhiễm nếu như ngày ngày xem những thứ đó tiếp xúc với những thứ đó thì quý vị bị loạn lâu rồi chẳng những không thể giảng sanh ngay cả kinh điển giáo nghĩa cũng không hiểu xem cũng không hiểu vì sao vậy nhân tâm loạn rồi tâm cung kính không còn nữa không có tâm cung kính tuy có nghe giảng tuy có đọc kinh cũng rất khó đạt được lợi ích tâm họ để đâu đâu họ không thể tiếp thu cho dù có niệm phật một tràng hạt 108 tiếng danh hiệu phật họ cũng niệm không nổi họ niệm mấy tiếng liền quên mất lại nghĩ những thứ khác một tràng hạt cũng niệm không xong thì một ngày làm sao mà niệm được mấy dạng tiếng Lão cư sĩ hoàng niệm tổ lúc giảng sanh Nửa năm đó Ông nói với tôi Ông mỗi ngày niệm 140.000 tiếng danh hiệu Phật Đó là gì? Chánh định tụ Niệm Phật đạt đỉnh điểm rồi những tạp niệm đều niệm đi hết. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc hành Phật đạo chúng phật tử đạo tràng tịnh độ nam mô a di đà phật